Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Mosso 2670TP, một dòng xe đạp mang cái bộ cấu hình cực kỳ là chất lượng và cái giá bán cũng rất là hợp lý, chỉ có là 9.800.000 đang được bán tại cửa hàng em với mức rất là rẻ để cho các bác có thể tiếp cận một chiếc xe đạp mà cấu hình cực kỳ là chất lượng này, cấu hình full Shimano DOG, full bộ chuyển động Shimano DOG, 10 tầng líp và 3 tầng đĩa. 10 lít 3 đĩa và khung của xe nó là khung nhôm 7005 các bác nhé, lòng nhôm siêu nhẹ và cực kỳ là bền và gần như là tốt nhất, tại nhôm tốt nhất trên thị trường hiện nay rồi, nhôm 7005, thương hiệu Mosso, một cái thương hiệu chính hãng của Đài Loan các bác nhé, sản xuất tại Đài Loan và là chính hãng luôn, sản xuất Đài Loan và thương hiệu Đài Loan. Model là 2670TP. Đây là một chiếc xe tông màu trắng xanh cực kỳ đẹp luôn nhá, rất là thể thao. Kèm một cái bộ cấu hình cực kỳ là chất lượng Shimano DOG, 10 đít 3 đĩa và thành bánh 26 inch cối lổ các bác nhá. Đây. Thành bánh cối lổ đến từ thương hiệu RT, một cái thương hiệu cũng là của Đài Loan luôn các bác nhá, và là một cái đơn vị sản xuất vành và mây ư rất là có tiếng trên thế giới. Chuyên là sản xuất cối lổ hãng RT này, các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là chơi cối lổ đó cũng phải biết cái dòng cái thương hiệu RT này, cái thương hiệu rất là chất lượng trên thị trường hiện nay. Khung rất là đẹp quá nhá, các bác nhìn khung giống rất là đẹp. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị tay bấm xả của Shimano DOG và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano. Cấu hình rất là tốt rồi và sóc hơi các bác nhé, làm sóc của xe là sóc hơi. Thật sự thì một chiếc xe đạp địa hình thì cái quan trọng nhất vẫn là bộ sóc đúng không ạ? Thì chiếc xe này được sử dụng sóc hơi đến từ thương hiệu Evicon SR Santur. Chỗ bơm hơi. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc lối lên tay lái đây. Các bác sử dụng rất là tiện lợi. Đây, cấu hình thì rất là tốt, trong cái tầm giá đang bán thì cũng là 9.800.000 rồi. Các bác mua xe về và chỉ được sử dụng đạp thôi, không cần phải nâng cấp gì thêm nữa. Cái bộ cấu hình rất là đủ dùng, rất là tốt, cực kỳ cao cấp. Sóc hơi rồi cối lổ rồi và một cái bộ chuyển động DOG 10 lít 3 đĩa. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe này có cái size nó cũng tương đối là nhỏ, phù hợp các bác đi từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động các có thể nhìn trên hình rất là mượt mà. Cái cối lổ mà nghe rất là hay các bác nhá, nó không bị dè dè như những cái loại trôi lổ trên thị trường, mà nó có một cái tiếng lổ nó lách tách nghe rất là êm tai. Và giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 9.800.000.
bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.